Vâng, đối với thị trường lao động đòi hỏi có trình độ kỹ thuật thì các doanh nghiệp gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở khu vực lao động tự do khi mà nhu cầu với công việc thời điểm đầu năm là rất lớn, nhưng người lao động lại không có nhiều cơ hội tìm được việc làm cho mình. Đây là những hình ảnh quen thuộc diễn ra nhiều ngày nay tại chợ lao động khu vực Cầu Đen, quận Hà Đông. Không còn những cảnh tấp nập như những ngày cuối năm. Với những người lao động, được nghỉ ngơi sau khi làm việc là điều mà ai cũng muốn. Nhưng với những người phụ nữ này, họ lại chẳng lấy làm vui vì điều đó. Ngày ít tiền lắm. Có ngày thì mấy chục, có ngày thì mấy trăm vậy. Có mấy ngày chẳng có đồng tiền nào, tuần lễ không có đồng tiền nào. Còn đi làm lúc có việc lúc không, lúc ra đây chơi có khi 5-7 ngày không có đồng nào, không có gì cả. Bây giờ mình không có công ăn việc nào thì mình cứ ra đây mình đón ai mượn làm, mượn đi thôi, về. Bây giờ như là cái đầu năm bây giờ người ta còn đang là nghỉ ăn Tết, người ta còn đang là lễ hội, thì người ta chưa làm mấy. Nhưng mà cuối năm thì bao giờ cái công việc nó cũng dồn đến cuối năm. Tất cả công việc ai đến cuối năm cũng muốn để xong công việc ăn Tết cho ngon này. Những lao động ở đây chủ yếu đến từ các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa. Tranh thủ lúc nông nhàn, họ lại đổ xô về thành phố với mong muốn tìm được những việc làm thời vụ để có thêm nguồn thu nhập, trang trải cuộc sống. Nhưng tìm việc đầu năm không hề đơn giản, thậm chí còn là cuộc vật lộn mưu sinh đầy khó nhọc đối với những người chân ướt chân ráo ra Hà Nội. Quê mình chả có cái công việc gì để làm nào. Bây giờ cấy thì chỉ theo thời vụ, làm xong rồi lại phải đi kiếm tiền để đạm nân với có lúa mà ăn chứ. Còn cứ ở nhà cấy thì lấy đâu là mà ăn, rồi lấy đâu là tiền học nuôi con ăn học được. Trong khi đấy chi phí học hành nó vẽ ra nhiều cái lắm. Đi làm nó có đáng được bao nhiêu đâu mà nó có việc đâu. Đây ngồi suốt sáng thì chưa thấy được cái đồng nào. Việc nó không có chứ lại phải vào nộp tiền phạt xe. Kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu hơn nên đối với những người ngoại tỉnh là lao động thời vụ thì cơ hội kiếm việc làm lại càng ảm đạm. Vật vờ mưu sinh giữa chốn thủ đô. Những người lao động ấy đang nặng trĩu nỗi lo về một cái ăn, cái mặc, với cuộc sống và công việc mịt mờ trước mắt.